Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh đồ lót 12 giờ với nhiều mẫu mã, kiểu dáng đa dạng, kích cỡ khác nhau. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh các mặt hàng kênh tạp hóa, bánh kẹo và những vật dụng khác. Với những kênh sản phẩm khác nhau, khách hàng có thể thoải mái lựa chọn những vật dụng mình cần, cũng có thể tiện đường lựa chọn cho mình những sản phẩm áo ngực mà không cần phải đi đâu xa. Với nhiều loại áo ngực khác nhau, từ mẫu mã đến màu sắc. Cửa hàng chúng tôi chuyên kinh doanh tất cả các loại áo ngực, đa dạng về màu sắc, mẫu mã, từ những mẫu áo ngực mút dày đến mút mỏng, không gọng đến có gọng, những mẫu thiết kế trơn đến những mẫu thiết kế ren, những mẫu dành riêng cho người mập đến những mẫu dành riêng cho người gầy. Và những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực lép cũng có những mẫu sinh ra cho cô nàng ngực khủng. Khách hàng có thể yên tâm thoải mái lựa chọn những mẫu áo ưng ý, sẽ tùy vào kiểu dáng và kích cỡ mà chọn cho mình những chiếc áo ngực ưng ý nhất. Cách chọn áo ngực cho cô nàng ngực lép. Phụ nữ chúng ta ai cũng mong muốn có được vòng một đài đặn, nảy nở để trở nên gợi cảm và quyến rũ hơn. Tuy nhiên, có một số chị em phụ nữ lại có vòng một không được như ý. Vậy làm cách nào để vòng một trở nên đầy đặn và quyến rũ hơn? Cùng chúng tôi tìm hiểu về cách chọn áo ngực cho cô nàng ngực lép qua bài viết này. Chọn size áo ngực. Đối với cô nàng ngực lép, phải chọn size áo ngực có kích thước phù hợp. Nếu chọn kích cỡ quá chật thì phần ngực sẽ bị bó sát, vòng một của mình sẽ trông càng nhỏ hơn. Người mặc sẽ cảm thấy rất khó chịu